Chào các bạn, chúc các bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc nha. Hôm nay trời vào thu rồi các bạn ơi, xe lạnh rồi, ở nhà mình thèm ăn bánh khọt. Hôm nay mình sẽ đổ bánh khọt nha các bạn. Mời các bạn xem clip của mình vui vẻ nha. Chúng ta cùng vào bếp làm bánh khọt nha các bạn. Thành phần đổ bánh khọt thì gồm có nè, bột bánh khọt. Hôm nay mình mua cái loại bột của Vĩnh Thuận á, cái loại bột pha sẵn nè. Mình chỉ cần follow up theo cái cách sử dụng của họ đó và hướng dẫn mình làm sao á, mình sẽ làm pha theo cách của họ. Mình làm bột bánh khọt Vĩnh Thuận, ở đây mình có một lon nước cốt dừa với lại 250ml nước trắng. Rồi xong rồi ở đây mình có là tôm mình lọt vỏ, mình cắt hạt lựu nhỏ nhỏ rồi, với lại thịt heo mình cũng đã bằm nhuyễn rồi. Để một chút mình xào á, mình để vô. Đây là mình củ hành, chút mình xào. Hành lá chút mình cắt mình bỏ vô bột. Và cái này là gốc hành á, để mình tha lên đây nè, mình vuốt dầu mình tha lên. Bây giờ thì mình sẽ pha bột nha các bạn. Trước tiên thì mình pha bột. Bột này nè, thì họ nói là mình để khoảng 750ml nước, nhưng mà mình sẽ không có dùng nước, mình sẽ dùng sữa một lọ không, mình sẽ dùng nước cốt dừa, một lon nước cốt dừa. Bây giờ mình sẽ để cái bột này vô ha. Mỗi lần á mình pha bột tự mình pha thôi à, mình dùng bột gạo với bột mì. Hôm nay mình thử cái này lần đầu tiên mình thử á, mình coi nó làm sao. Nếu mà có pha sẵn thì cũng tiện, nếu mà nó ngon thì mình sẽ, ở đây họ cũng có một gói bột nghệ, mình con sẽ để bột nghệ vô luôn, cũng đơn giản lắm các bạn, mà làm sẵn thì cũng tiện. Rồi mình sẽ cho 250ml nước vô, tại vì họ nói là 750ml nước thì mình dùng 400 cho nước cốt dừa. Và mình sẽ làm 350 chứ. Bây giờ mình sẽ đổ nước cốt dừa vô. Mình sẽ tráng cái lon nước cốt dừa này. Bây giờ mình sẽ quậy cho cái bột nó tan ra. Cái bột này thì họ đã nêm nếm sẵn hết rồi các bạn, mình không cần phải nêm nếm gì hết đó. Mình thích béo thì mình pha nước cốt dừa hoặc là sữa thôi, còn không thì mình cứ pha nước lạnh bình thường thôi. Mình sẽ cắt hành mình để vô thôi. Rồi bột bây giờ mình đã quậy như vậy rồi, mình để đây. Đồng thời mình cũng cắt hành mình để vô luôn. Mình sẽ cắt hành. Bánh khọt này đổ cũng nhanh lắm các bạn. Cái khâu chuẩn bị thì hơi lâu thôi. Phải chuẩn bị rau, nước mắm này kia, thịt tôm. Nhưng mà tới chừng đổ thì khoảng 5 phút là ra được một khuôn bánh rồi. Cũng dễ lắm. Mình không để hành vô luôn. Nha, mình sẽ quẩy lên kìa. Rồi bây giờ mình để cho bột nghỉ rồi mình đi xào nhân trước nha các bạn. Ở đây mình cũng có bằm sẵn một chén ớt tỏi nè. Để một chút nữa mình pha nước mắm á.
mình sẽ cắt củ hành để mình đi xào cái phần tôm thịt. Tại cái khuôn của cái bánh khọt nó nhỏ đó, cho tôm thịt mình phải bằm nhuyễn ra, mình để vô nó vừa chứ mình không để được nguyên con thịt, mình cũng không để được miếng lớn nữa, nên củ hành mình cũng cắt hạt lựu nhỏ nhỏ rồi nè, rồi mình mới xào. Rồi bây giờ mình đi xào nha các bạn. Bây giờ mình đi xào cái phần tôm thịt. Bây giờ thì chảo dầu mình cũng đã nóng rồi, mình sẽ cho củ hành trắng vào. Củ hành trắng mình xào cho nó thơm lên. Rồi mình sẽ cho vô đây là thịt tây á, thịt không phải xay mà là thịt mình bằm cho mình không phải xay nữa. Mình thấy nó nhiều quá cho nên cái mình làm lửa thôi. Tại vì bánh khọt á mình đổ nhanh lắm cho nên thịt phải chín, tôm phải chín thì mình mới để vô bánh được. Tôm thịt mà sống á thì mình để vô bánh thịt nó mới chín. Bây giờ mình xào cho thịt chín xong mình xào tôm luôn. Thời gian này bột nó nghỉ đó, xong bắt đầu mình quay qua mình đổ bánh vào được. Đây là mình không phải xay mà mình bằm nha, mình bằm cho nó còn thớ thịt, chứ mình xay á nó nát, bỏ vô trong bánh nó còn không ngon. Rồi cái phần thịt mình xào như vậy cũng là được rồi nè các bạn, cũng chín rồi. Bây giờ mình sẽ xào tôm nha các bạn. Bây giờ dầu của mình cũng đã sôi nè, mình cho phần hành còn lại vào. Tiếp theo thì mình sẽ xào cái phần tôm nha các bạn. Khi củ hành nó thơm lên mình sẽ để tôm vô luôn. Phần tôm này thì mình cũng lột vỏ, mình cắt hạt lựu, mình cũng ướp sơ rồi. Mình cũng xào chín lên giống như phần thịt vậy đó. Mình xào cho cái phần tôm này nó chín lên, nó đỏ lên là chín rồi các bạn. Lên thì dễ, nhanh hơn. Nhưng mà tôm thịt thì mình cũng xào bằng lửa lớn nha các bạn, cho nó không bị ra nước á. Mình xào lửa nhỏ thì nó đây ra nước. Rồi tôm mình xào vừa chín tới thôi, mình xào chín quá thì nó bị khô. Phần tôm mình xào xong rồi, bây giờ mình qua mình chuẩn bị mình sẽ đổ bánh nha các bạn. Bây giờ cái chảo đổ bánh khọt nó cũng đã sôi rồi các bạn, nó cũng đã nóng lên rồi, mình cũng đã để dầu vô rồi. Bây giờ mình sẽ đổ bánh lên các bạn. Tôm này đã rồi, phải xèo xèo xèo. Mình sẽ không làm đầy lắm nha các bạn, mình làm lưng lưng thôi, mình còn để nhân vô nữa đó. Rất là mau chín luôn các bạn ơi. Mình để thành nhân vô.
mình sẽ cho vài miếng cơm vô. Vài miếng thịt vô. Thì mình cho thêm vô. Cho nó đầy. Bây giờ mình sẽ đậy nắp lại nha các bạn. Mình đậy nắp lại khoảng 5 phút mình sẽ mở ra. Sau 5 phút thì bánh của mình đã chín rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ lấy ra nha. Đó, ngon chưa? Để qua đây. Bánh mà khi mà chín là dễ lấy ra lắm các bạn. Chỉ cần tróc lên cái là nó lên nè. Thấy không? Đẩy cái là nó lên nè, giòn giụm luôn. Thời gian này mình sẽ mình xài cục mỡ này nè. Mình sẽ tét nó lên. Mình để lên đây nè. Trong lúc mình lấy mấy cái này ra đó. Đó, ngon chưa không? Wow. Mình sẽ để cục mỡ này cho nó chảy nước mỡ ra. Rồi bắt đầu cái mình làm xong cái này đó. Thế là mình sẽ để nó lên lại. Wow, ngon chưa? Đổ ở đây. Này nó chảy ra thì mình sẽ bỏ qua bên cái tiếp bên kế bên. Rồi mình sẽ để qua bên đây. Thế hết trơn rồi đó các em. Rồi xong. Bánh khọt mình đã làm xong rồi các bạn. Giờ mời các bạn dùng với mình nha. Mình sẽ thử nha. Mời các bạn nha. Nó béo gì đâu, béo luôn các bạn, béo nước cốt dừa, nó ngon, nó thơm, nó béo mà nó ngon, vừa ăn vô cùng. Làm cũng nhanh lắm các bạn. Nếu các bạn thích thì thử đổ bánh khọt đi. Cái bột bánh khọt này không phải là mình quảng cáo, chứ mà thật ra làm cũng ngon, nhanh gọn lẹ. Nếu mình không có thời gian mình mua cái bột bánh khọt này về nè, mình pha mình làm rất là nhanh mà ngon, ngon lắm. Nhưng mà mình phải đổ với nước cốt dừa nha, đừng có đổ nước lã không thì không có béo, không có thơm đâu. Vậy là mình cũng đã làm xong cái clip của bánh khọt rồi đó các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Các bạn đã bỏ thời gian xem video của mình, ủng hộ mình. Mình chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Mình hẹn lại gặp lại các bạn ở video sau nha. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại. Bye bye.